Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chồng cũ Lâm Khánh Chi đăng status nói chuyện bảo lòng, netizen khuyên nhủ tái hợp nữ ca sĩ. Sau gần 2 tháng đường ai nấy đi với Lâm Khánh Chi, cuộc sống của Phi Hùng có nhiều thay đổi. Tháng 12 năm 2021, Phi Hùng chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải thông báo đã chấm dứt hôn nhân với nữ ca sĩ. Không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi cũng đã xác nhận cả hai đường ai nấy đi. Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Nếu như Lâm Khánh Chi vẫn tiếp tục công việc thường ngày, thì Phi Hùng cho thấy cuộc sống khác nhau sau khi chia tay vợ. Trên trang cá nhân, Phi Hùng đăng ảnh thân mật cùng một cô gái lạ kèm theo chia sẻ về quan điểm triết lý sống. Đây chồng cũ của Lâm Khánh Chi vừa đăng tải loạt ảnh đầy tâm trạng cùng câu nói: có người đứt tay muốn cả thế giới biết, còn có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay. Bên dưới bài đăng của Phi Hùng, đông đảo dân mạng đã để lại bình luận động viên, khuyên nhủ anh hàng gắn với Lâm Khánh Chi sum họp gia đình. Trong cuộc đời, ai cũng đều mang một số phận, nhưng số phận đó đôi khi cũng là tự mình quyết định và con người không ai là hoàn hảo. Mọi người, ai cũng luôn mong anh chị về bên nhau. Chấp nhận ra đi là chấp nhận đau thương, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ để nhẹ lòng nhau. Làm hòa đi cho lòng thanh thản em ơi, còn thương nhau thì hai em cho nhau cơ hội nữa đi, ai cũng mong chờ hai em trở lại bên nhau. Thật sự tiếc nuối cho hai người thương nhau, lúc đầu ngồi lại và giải bài cho nhau biết. Cư dân mạng để lại bình luận phía dưới bài đăng của chồng cũ Lâm Khánh Chi. Có thể thấy, dù vụ việc tan vỡ hôn nhân của vợ chồng Lâm Khánh Chi Phi Hùng đã trôi qua gần 2 tháng, nhưng trên mạng xã hội, nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn, trong ngóng cặp đôi sẽ có thể tái hợp mái nhà xưa. Giữa lùm xùm với chồng cũ, Lâm Khánh Chi livestream mượn bài hát bày tỏ nỗi lòng. Trong một livestream gần đây, Lâm Khánh Chi đã ngẫu hứng hát ca khúc Bạc Tình với những ca từ da diết. Vì là ngẫu hứng nên nữ ca sĩ chưa thuộc hết lời, vẫn còn cầm điện thoại nhưng vẫn rất nhập tâm. Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng, ôi tái tê, vội vàng làm chi trách nhau phụ phàng, chỉ một lần yêu, mắt môi hoen màu. Là những câu hát trong ca khúc Bạc Tình được Lâm Khánh Chi thể hiện, giọng hát quen thuộc của nữ ca sĩ ngân nga những câu từ vừa đau xót vừa đắng lòng. Tuy chỉ hát chơi trên livestream nhưng nữ ca sĩ dường như đặt rất nhiều cảm xúc. Dù không đã động gì đến sự việc ồn ào với chồng cũ, không ít người cho rằng Lâm Khánh Chi muốn mượn bài hát này để nói lên nỗi lòng hiện tại cũng như những suy nghĩ oán trách của mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.